nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, tăng cường khả năng tiếp cận nguồn vốn tập trung vào sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Chiều nay tại Đà Nẵng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tổ chức hội nghị kết nối ngân hàng doanh nghiệp. Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú và Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Trần Văn Miên chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước, các hiệp hội và doanh nghiệp trên địa bàn Đà Nẵng. Qua triển khai các chương trình, chính sách tín dụng và chương trình kết nối ngân hàng doanh nghiệp thời gian qua tại Đà Nẵng đã góp phần giúp thành phố đạt tốc độ tăng trưởng tín dụng cuối năm 2018 là 26,59%, dư nợ cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa đạt 41.433 tỷ đồng, từ đó hỗ trợ tăng trưởng kinh tế của thành phố đạt 7,86%. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, việc triển khai các chương trình, chính sách cho vay đối với doanh nghiệp vẫn còn một số khó khăn, như thị trường đầu ra thiếu ổn định, công tác cải cách thủ tục hành chính và các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh tại một số địa phương chưa đạt hiệu quả cao. Nhiều doanh nghiệp, đáng chú ý là doanh nghiệp nhỏ và vừa, chưa đáp ứng được điều kiện vay vốn. Các doanh nghiệp nhỏ và vừa khi đi vay thì chủ yếu là có tài sản thế chấp, nhưng đôi khi là cái nhu cầu vay lại lớn hơn cái tài sản thế chấp. Chính vì cái điều này là hạn chế rất là lớn những cái cơ hội phát triển kinh doanh của doanh nghiệp nhỏ và vừa. Thì hiệp hội chúng tôi cũng có đề nghị là nhà nước nên điều chỉnh cái thông tư 39 để mở rộng cái quyền chủ động của các ngân hàng thương mại. Có thể ngoài cái việc tài sản thế chấp, có thể xem xét lại cái chỉ số tín nhiệm, có thể cho các doanh nghiệp nhỏ vừa vay tín chấp hoặc dựa trên những cái nợ của khách hàng, hoặc dựa trên hàng tồn kho, hoặc dựa trên những cái dự án kinh doanh khả thi. Trong quá trình mà hoạt động của doanh nghiệp nhỏ và vừa thì như vậy cái vốn chủ sở hữu của họ cũng quy mô rất thấp, rồi quy mô sản xuất thì nó cũng rất là nhỏ bé. Đấy, rồi là cái quản trị cái doanh nghiệp đấy thì nó cũng mang tính chất nhỏ lẻ và gia đình. Đấy, còn cái thông tin về tài chính rồi những cái thông tin liên quan đến cái doanh nghiệp thì nó cũng thiếu cái minh bạch, cùng với là cái vấn đề là tài sản đảm bảo thì nó cũng không đáp ứng được. Nên cho nên là nó cũng rất nhiều cái yếu tố nó tạo nên đó là cái sự tiếp cận vốn của cái doanh nghiệp nhỏ và vừa đối với các cái tổ chức tín dụng trên địa bàn nói chung thì nó cũng có gặp những cái khó khăn nhất định. Để nâng cao hiệu quả các chương trình tín dụng đặc thù nhằm hỗ trợ doanh nghiệp kịp thời tháo gỡ khó khăn và đáp ứng nhu cầu vốn vay cho sản xuất kinh doanh, thời gian tới, ngành ngân hàng sẽ tiếp tục chủ động, linh hoạt điều hành chính sách tiền tệ nhằm kiềm chế lạm phát và ổn định kinh tế vĩ mô, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia theo Nghị quyết 19, Nghị quyết 35 và Nghị quyết 02 của Chính phủ, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn ngân hàng, tiếp tục thực hiện các giải pháp hỗ trợ tổ chức tín dụng mở rộng tín dụng có hiệu quả, chú trọng vào các lĩnh vực sản xuất, lĩnh vực ưu tiên, đồng thời kiểm soát chặt chẽ tín dụng đối với các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro.